Hôm nay là ngày 17 tháng 4. Tuấn Âm Thanh Phú Thọ tiếp tục chào đón quý vị với bộ dàn đại Kenwood 3i. Hàng không phải nói nữa, quá đẹp các bạn. Bộ dàn Kenwood 3i này combo của tất cả bộ dàn đều là 3i tất các bạn nhé. 5 thớt đều là 3i mà kể cả hai loa 3i tất. Rất ít bộ combo đều như này. Hàng còn rất là đẹp. Em là toàn bán hàng đẹp thôi. Hàng đẹp thì giá nó phải đẹp. Mà nói thật các bác là em cũng không muốn bán nó cao. Nhưng mà em nhập hàng đẹp thì giá nó cao thì em phải bán nó cao thôi. Chứ em nhập theo lô giá nó rẻ thì em bán rẻ. Nhập theo lô về nó vỡ nát, ghép bán online cho các bác ở xa, mang tiếng lắm, không thích. Còn đã thông báo mà hàng nó cứ vỡ nát, mà cứ thông báo là vỡ với cái thứ là các bác đã không thích rồi. Nên là cứ chọn, nó đắt tí cũng được. Nó đẹp. Trước sau thùng vách loa đằng sau còn đẹp hết các bác nhé. Tóm lại là cổng các cổng cấy thiết bị ngoại vi và tivi laptop điện thoại cấy thoải mái. Đây, có các cổng cấy này, 1 này, 2 3 4 5 6 7 cổng cấy thoải mái đi các bác. Nhé. Những cái đấy không phải nói rồi, cấy thoải mái các bác. Đây còn loa em quay thật chậm cho các bác xem này. Quá là đẹp luôn. Đấy em thử cassette. Được chưa? À, sau đây em thử lần lượt từng chức năng nhé, về CD trước nhé. Đây CD đây. Em chạy bằng cái CD cái đĩa em tự ghi đấy. Ok chưa? Nhận đĩa này. Chọn bài khác nào. Chất lượng nghe qua CD các bác nhé. Sau đây em mở từ TV vào. Đấy, TV đã có tiếng nhé. TV em để cửa bên này. Áo ít đây, chuyển lên.
đấy, em vừa chạy từ tivi vào coi nhé. Các bác có thể cắm từ tivi, laptop, điện thoại, máy tính thoải mái nhé. Tiếp theo em test bằng cassette, mọi chức năng hoạt động tốt các bác nhé. Giá của em nó là 8,8 triệu. Vớt này. Được chưa? Tất cả các xe đều hoạt động tốt các bác nhé. Bác nào muốn dùng nó nét thì các bác về dùng bông cồn. Bác lau đầu từ đi cho em. Đó là toàn bộ cái clip em muốn test giới thiệu đến các bác bộ dàn đại Kenwood 3i. Bộ này tổng thể tất cả đều là 3i hết, hàng còn rất là đẹp. Giá 8,8 triệu các bác nhé. Bác nào có nhu cầu Zalo giúp em. Đây 3i hết đây các bác nhé. Thì em 3i đây. Không có để bảo loa, không thể dẫn vào loa 3i đâu. 3i đây, bên kia cũng thế. Mà tóm lại là em giới thiệu thế đây, em nói thẳng luôn cho nó các bác cũng nhanh, chứ còn để quay chi tiết khó mà báo là đẹp là đẹp. Bác nào có nhu cầu thì alo cho em theo số điện thoại là 0982 246 621. Các bác chỉ cần nhập số điện thoại của em vào số điện thoại này này, vào YouTube, Google, Zalo, Facebook hoặc Cốc Cốc, YouTube. Tất cả các bài đăng của em sẽ hiện lên, các bác thoải mái lựa chọn. Cái do thời gian chưa có nên là cái biển tên em chưa kịp thay, nên các bác thông cảm. Em chuyển về Phú Thọ các bác nhé. Em trân trọng cảm ơn.